Thưa quý vị, vào chiều ngày 7 tháng 5, tại Chùa Yên Phú, Hà Nội, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổng kết chuỗi sự kiện văn hóa và trao quyết định nội quy hoạt động các phân ban trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2027. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 vừa qua, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội đã thực hiện chuỗi sự kiện văn hóa gồm công bố quyết định chuẩn y và ra mắt nhân sự, tổ chức hội thảo khoa học kiến trúc Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng, tập huấn cho các thành viên và triển khai nhiệm vụ hoạt động năm 2023 cũng như nhiệm kỳ 9. Chuỗi sự kiện đã để lại dấu ấn tốt đẹp đối với chư tôn đức, khách mời cũng như nhân dân Phật tử. Dịp này, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội trao quyết định công bố nội quy hoạt động của 11 phân ban trực thuộc qua đó tạo cơ chế pháp lý để các phân ban tiến hành hoạt động chung tay phát triển văn hóa phật giáo việt nam